Rồi, Ngũ Nguyễn xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngũ Nguyễn em nha. Thấy ghê không anh em? Một cái con xe 2 piston không có để dành mà chạy bình thường, để dành để bốc đầu chơi thôi à. Đó, xe của Idol Du Moto đó anh em ha. Xe để dành bốc đầu không á. Hai con heo nhìn kiểu hiệu Rambo hay con bộ có lý quá ha. Rồi, Ninja 4 được các kiểu nè. Thì hôm rồi thì mình cũng làm cho anh em xem về cái những cái dòng Snatch Bike. Còn nay mình sẽ chơi về những cái dòng sport bike ha. Rồi ra đây camera quay cái báo hiệu là dòng anh phát 1 nha. Đó, cửa hàng của Yumoto 30 52 Lê Hồng Phong, khu phố Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại thì Ngũ Nguyễn cũng luôn luôn để trên màn hình cho anh em tham khảo rồi. Nên là bây giờ mình sẽ đi vào bên trong ha, cập nhật những cái dòng sport thì gửi đến em nha. Ok, chào anh Giang Hồ Xăm Trổ. Thôi đừng nói là kỳ cục quá. Anh xăm nghệ thuật nha, không phải giang hồ đâu. Ủa vậy hả, ai biết đâu. Giang hồ đây là chân sẹo không. Không có xăm nha, không phải giang hồ. Thôi anh em mình vào bên trong nha các bạn. Chủ đề chính đi. Dạ. Nay thì anh em mình kỳ rồi mình làm Snatch Bike, giờ mình làm sport ha. Đúng rồi, rồi okay. Quay sport, tất cả sport cho anh em. Ok anh. Kỳ rồi thì mình quay toàn là cái từ thấp lên cao. Giờ mình cao xuống thấp ha. Dạ. Ok anh. Mình cũng nói sơ qua về cái vấn đề trả góp để anh em có thể nắm rõ được hơn. Ai mà biết rồi thì coi như mình biết thêm cho nó rõ thêm. Còn ai chưa biết thì cũng có thể được biết. Có nghĩa là trả góp thì sẽ là chứng minh hộ khẩu và chứng minh bằng lái, hỗ trợ được tối đa chỉ có 40 triệu thôi. Nhưng mà đưa trước thì là 30%. Còn những anh em nào mà góp những cái dòng xe mà quá 40 triệu thì mình cứ trừ cái số tiền mà có con xe đó, trừ cho 40 triệu là đó là số tiền anh em phải đóng nha. Nó chỉ thích hợp ví dụ như góp xe dưới 100 triệu hoặc là xe 400 phân khối quay đầu thôi. Dạ. Đó là cũng hợp lý, 40 triệu là cũng vừa. Dạ, ok anh. Rồi còn như vấn đề bên cửa hàng thì anh cửa hàng của Dương Moto thì anh Huy cũng hay nói là về cái phần máy móc thì mình luôn luôn là bắn rin chứ không có làm lại. Hoặc nếu trường hợp nào khách đổi làm lại hay gì thì mình sẽ nói rõ để anh em nắm ha. Đúng rồi. Ok anh. Rồi nói luôn để anh em nắm rõ luôn là vấn đề bản số á, mà ở tỉnh sẽ là bao rút hồ sơ, giá mình báo là bao hồ sơ rồi. Còn thành phố thì là chỉ công chứng thôi. Mua bán nữa để cho anh em dễ hiểu. Ok anh. Còn nếu mà muốn rút thì tốn thêm triệu nữa. Đúng vậy rồi. Thôi ha. Rồi giờ mình bắt đầu ở đây luôn ha. Đây anh. Con này con CB gì đây anh? CBR650R. À, CBR650R ha. Nổ máy nha. Dạ, thoải mái. Ok anh. Xe nói chung đầy đủ hết. Này đời nào anh Quy ha? 2020 em. Dạ, 2020 CBR650R 2020. Còn mỗi cái. Dạ, Odo là 4918 cây. Cái này anh em mà xài chạy mà không phải ngày nào cũng chạy, cũng không phải chạy mà vào suốt có ngày mới chạy một cách bình thường thôi, chắc này cả chục năm sau cũng không hư quá. Honda mà anh em. Khó lắm. Dạ. Đây là bu rin luôn không anh, chưa móc đó là ha, móc rồi. Đây chưa móc anh ha. Bu rin chưa móc. Ù dạ. Đảo à. Cái này. Dạ. Cái này bản Long Ha Long An nha anh em ơi. Dạng áo thì còn đang bọc keo, anh em có thể thấy ở đây nè. Đây anh nhờ bạn camera là quay manh nè. Đó, dạng áo bọc keo ha. 650 rồi. Ok. Bên cửa hàng mình để con này ra nhiêu? 225 triệu. 225 triệu. 2020. Ừ, đồ mới có 4.000 mấy trăm cây nữa mình mới đầu á. Nói chung 5.000 đi. 5.000 đi cho chẳng luôn ha. 5.000 rồi. Rồi ok anh. Xe đẹp, chờ mỗi khách chứ thôi. Nói chung là xe này lên thì không chê được cái gì cả. Bọc keo nguyên con hả? Chả có gì để mà chê hết, đó là nói thật anh em luôn. Một cái con xe Honda mà đi ở đâu chỗ này. Rồi, còn kế bên anh? Cái bên là 650F. Cũng máy nó luôn phải không ta? Đúng rồi, máy móc phun sườn là y chang nhau. Dạ. Không biết hai con này cái hiệu sức con nào cao hơn ta? Không, không có hơn đâu. Bằng chứ... nhau thì được. Nhưng mà nó kiểu thiết kế hay là sao anh? Nó gọi là hai mẫu khác nhau. Dạ. Ok anh ha. Còn về phần máy móc với khung sườn là y chang, nó chỉ khác cái bề ngoài một chút thôi chứ. Dạ. Còn ngoài ra thông số của nó là không có khác gì cả. Dạ, kiểu như là nó khác cái thiết kế dàn áo thôi anh em à. Ai mình thích cái nào mình chơi đó. Thì bản thân mình chắc mình thích CBR. Rồi, cái đó là CBF 650 ha. Thì bô hơi to nha anh em. Dạ, bô to hả? Chuẩn bị tinh thần. Móc rồi phải không anh? Móc hết trơn rồi, chả món gì bên trong. Ai chà, to thiệt nha anh em. Cái này bản số của nó là 0431 009 86. Cái này thì sẽ là bao hồ sơ cho anh em, bản số tỉnh Bình Dương ha. Về về trả cho anh em.
ha. Con này rồi. Là 100 Ok, giờ mình tới con nào đây? Đây, vô đây, mấy cái dòng nét này thì anh em mình đã làm rồi ha. Thì anh em nào mà thắc mắc mình cứ liên hệ về bên cửa hàng hoặc là xem những cái clip trước của mình. Còn bây giờ mình qua dòng sport thì bên đây một con Ninja 4. Này đăng ký đời nào anh Duy ơi? 28. 28. Con này chống đổ nè, rồi một vài con ốc titan cũng như là đèn trợ sáng nè. Đồ chơi full từ đầu đến cuối. Dàn chân này của xe nào anh? Tokiko đúng không? Dạ. 600 CBR 600. Nguyên dàn chân của Ninja 4 này là của CBR 600 BWA anh em ơi. Nó là thuộc ống lồng, con này là của upside down rồi. Dạ. Kéo chìa khóa xuống xíu. Ok. Đừng chỉ ai nha. Nó má cho anh em. Mặc đèn cao quang trên trời. Dạ. Ok. Cái này là mình không có bản số, chắc mình đang đúng hồ sơ ha. Có sẵn luôn rồi. Có sẵn hồ sơ luôn rồi anh em. Mua về đã tên liền ha. Quay. Carbon nha, cái này carbon nha. Ok. Con này hồi nãy có nổ máy lên rồi, để giờ mình sẽ đèn cho anh em nghe luôn ha. Bê luôn anh em ơi, thì chạy ra đường bao phê luôn á. Con này anh nãy em hỏi là nó đăng ký đời nào nha anh? 28. Giờ giá mình để bao nhiêu? 125 triệu. 125 triệu. Ok anh. Lắp sau cũng của phân khối lớn luôn. Dạ, lắp sau đẹp quá trời luôn nè, nhìn nó ngầu phết. Rồi bên đây nhảy qua mình làm luôn đi ha. GDR150. Cái này là bản số thành phố. Lâu lắm rồi hả? GDX mấy bữa này. Dạ, con này là bản trốn đâu hết rồi. 59 rồi 23 năm 280. 28, con này euro tầm 20.000 nè. 20.000 cây. Anh đang bán là 45.500. 45.500 nha anh em ơi. Có cặp đèn đã sáng ở trên ha. 45.500. Rồi. Ok, 45.500.000. R3 26. Dạ, R3 26. Con này đang bán là 89.500. Bao 8. Công chứng mua bán cho anh em. 89.500 bao công chứng, tại vì con này là mang bản số 59A3 17351 ha. Con này đẹp lắm. Dạ. Đây anh em. Máy thì em ru không vấn đề gì cả. Nó cũng như mạnh là trong phân khúc 300. Dạ, mạnh nhất phân khúc 300 rồi, lanh. Dâm ha mà. Nghe tiếng máy cũng đã nữa. 89.500. Ok anh. Còn cặp này thì anh em mình cũng đã quay cho các bác xem rồi ha. Mình cứ vào video cũ của em là sẽ có. Còn nếu không thắc mắc thì gọi về 0969 821 886 nha. Còn con trong này nữa là báo okay. Nhanh nghe không được. CBR Thái phải không anh? Đúng rồi. CBR Thái 150. Bản số là ở đâu ta? 84 Trà Vinh. Con này là 23. Zin hết từ đầu đến cuối, không có độ chế gì hết. Bô zin, nuôi zin. Mỗi cặp mỗi cặp lớp lô nha. Ok anh. Xin nhan zin luôn. Con rồi. Này đang bán là 45 triệu. Ok anh, với giá là 45 triệu anh em. Rồi, giờ mình xuống bên dưới coi con nào nữa đây. Có đây. Một siêu phẩm. Siêu phẩm nhà Honda phân khúc 300. Sắp tới đâu. Này ha anh. Đúng không? 01273 đã đẹp ha anh em. 01222, số cũng đẹp rồi. Vậy là quá tuyệt rồi. Bản số Đồng Nai 60A1. Cái này thì cũng không còn xa lạ thì nếu mà anh em nào đam mê mô tô mà cái phân khúc 300 nhắc đến CBR. CBR 250 2 chữ R. Và cái bô nè, rồi chống đổ nè. Bản đẹp xoa. Dạ. Màu cam. Này cực hiếm luôn nha. Dạ, màu này hiện đẹp quá thôi, khỏi nói. Con này thì option của nó là 3 chế độ chạy. Dạ. Rồi ga điện. Ok anh. 3 món chạy. Đây vô cái bô ha. Bô zin còn nhá. Dạ, bô zin còn luôn. Anh em nào thích thì tặng hết luôn. Tặng luôn chứ không có đổi không anh? Tặng luôn. Là bô này và bô zin luôn. Còn zin còn nguyên cho anh em. Hồi nãy cũng mới vừa nổ lên luôn rồi, nên là giờ mình cũng sẽ nổ cái tiếng máy, tiếng bô lên cho anh em mình nghe ha. Bọt, ok. Con này bên cửa hàng mình để nhiêu đây anh Huy? 119. Rồi, 119 triệu, vẫn còn bớt mà đúng không? Đúng rồi. Rồi, anh em nhiệt tình thiện chí thì vẫn còn bớt cho anh em ha. 119 triệu, hiện tại là xe còn rất là nhiều chỗ mà đang dán keo nha, chưa có lột luôn, mới tin nè. Rồi qua đây đi anh, R153 nè. Đây là nguyên một nhà R153 luôn nè. Con đầu tiên biển 79 Khánh Hòa nha, 47087. Đèn bóng.
Ủa đúng rồi, đèn bóng. Như đời nào anh? Này mới về để anh nào để anh coi coi. Cái bảng giá. Nhiều xe quá. Này biển 79 Khánh Hòa Nha Trang anh em, 47087. Con này là 29. 29. Giá nhiêu anh ơi? Bèo lắm, 55 triệu rưỡi. À 55 triệu rưỡi nha. Giờ 15 giờ dễ thở rồi, giá dạ. Rồi. Dạ, 55 triệu rưỡi. Còn bên đây anh? Con này 29 luôn. 29 luôn. Euro 4.000. Dạ. Yeah. 59.500. 59.500. Rồi ok anh, 59.500. Giờ 15 nhiều lắm nhưng mà nó chỉ còn mỗi màu xanh với màu đen thôi. Dạ. Yeah. Ờ biển 84 tại danh nha 44214 nha anh em. Mấy cái màu đẹp đẹp ví dụ như màu vàng cát với hoặc màu đỏ này. Anh em lùng hết rồi. Dạ. Yeah. Rồi còn màu đen với màu xanh thôi. Màu đen với màu xanh thôi. Không nhận cái màu vàng đẹp á nuôi mà không có ha. Màu vàng á, rồi 53 màu màu vàng á. Nhiều khi còn chưa lên kịp lên clip thì đã bay mất tiêu rồi. Đẹp quá mà. Đúng rồi, màu đấy rất ít nên là nhanh tay lắm mới được thôi. Rồi còn con này 2020 anh. 2020 biển 36 nha. Anh đang bán là 60.500. 60.500.000, biển 36 B7 62884. 2020 luôn nha anh em. Đúng rồi. 60.500. Còn bên đây anh, màu xanh này. Đăng ký 29. 29. 58.500.000. Ừ, rồi ok, 58 triệu rưỡi, biển 63B7 51157 anh em ơi. Rồi ok ha. Đó, anh em nào thắc mắc cái gì cứ gọi về cửa hàng nha. Còn giờ mình qua cặp CBR của nhà Honda 150, con màu đỏ đen mang cái bảng số 59L2. Con này thì mang bảng số Sài Gòn là sẽ bán là bao công chứng ký giấy anh em? Đúng rồi, 58 triệu. Máy móc pin, máy móc pin luôn phải không anh? Đúng rồi. 58 triệu. Đó là chuẩn. Hết bình rồi. Rồi hết bình thì mình cho qua ha. Ừ. Qua cái con Repson này nhìn nó cái màu y chang như con 2 chữ R lúc nãy anh em, 250 đó. Mà này là chỉ có 150 thôi. Nó là 1R, là 2R. Dạ. Con này đang bán là 60.500.000. Dạ, 60.500.000. Bản số 3 là của Tiền Giang 90715. Cái này mình đăng ký đời nào anh? 28. Ừ, 28 anh em ơi. Bảo hành là 6 tháng đúng không anh? Ok, mấy này khỏi lo anh em à. Nó Honda thì bảo hành mạnh lắm. Mạnh khỏi lo. Đúng rồi, Honda thì... Dạ. Đây xuống dưới mình còn mấy con nè camera mình tin dùng rồi. Dạ yeah. Đây mình còn mấy con dưới nè. Đây để anh đi trước. Con màu xanh đen em. Con này đời nào đen? 4x 4x. 4x hả? Ủa sao rẻ vậy? Mua rẻ bán rẻ đó. À, con này biển 70L1 59477. 70 cho em đúng không? Gần con chừng gần nhà luôn á chứ. 70L1 luôn. Rồi anh em 49.500.000 nha. Dạ 49.500.000. Đời nào anh? 28. Dạ 28. Anh em nghe máy nha. Máy của Bimru mà. Việc gì đâu. 24.297 cây. 49.500.000. Rồi 49.500.000 anh em. Càng này hơi khó tiếng Nga. Cho anh nước ngoài. Rồi bên đây 29. Con này 79Z1 51551. Xúc cặp đẹp nha anh em. 51551 29. Nhiều chưa anh? Con này đi nhiều ra 16.000. Anh đang bán là 56.500.000. Dạ 16.000. 56.500.000. Mấy ngàn giờ là tầm khoảng 56-55 rồi. Anh em okay vui vui xuống rồi mất 500 triệu nữa. Ok á. Đúng rồi. Chung mấy con đầu 33 này là coi như là trong con khúc 150 mà sờ bọt là nó đẹp đấm trầm luôn rồi. Quá đỉnh anh em. Đẹp anh quá. Anh là người bán xe cũ mà anh còn thấy nó bán chạy nhất. Nói gì đến xe mới. Xe yeah. mới thì bán thôi rồi luôn. Dạ yeah. Ok. Rồi mình còn con bên đây nè. Con 302R. 302R. Ừ, con này chắc mở máy đi chắc ít anh em biết lắm vì nó yeah. không xuất hiện nhiều đâu. Dạ yeah. Con đi 302R bản Sport ha. Còn có con bên kia là bản Net đó, là bản 302 thôi. Con này 302R. Cái này như dán hả ta? Cái này dán rồi, dán. Sơn mất màu zin. Dạ. Êm lắm. Trời ơi, bô gì em dữ vậy? Bô thiết kế cũng lạ nha. Rồi 302 rồi. 72.500.000, 27. 72.500.000, đời 2017. Chương máy cũng lạ lạ ha. Theo nhận xét của em thấy cái này được không? Im ru hả? Quá im luôn. Con Honda được luôn á. Dạ. Im vậy thôi rồi gì nữa.
Nhưng mà anh em nào mà thích bô nổ là về là làm lên là cho nổ to nha. Bỏ bầu ra gắn cái bô nổ vô là như 4 máy luôn. Ok anh. Con này nhiêu anh? 72 triệu 500. Rồi ok anh, 72 triệu 500. Mình còn vài con dưới đây nè. Mình sẵn mình xuống đây luôn. Đây kìa ra. Dạ. Anh em dán coi. Cảm nhiều xe quá. Quá xe luôn, chật ngất. Mai đây là... còn bán bớt mấy bữa trước rồi gửi xe qua hàng xóm á. Dạ. Nhiều. Ở đây là con CBR 150. Tem này là tem gọi là tem Tabuki. Dạ, yeah. Dán tem nha. Này chắc là đang nhám mình dán, đang nhám mình dán không anh? Đang nhám nè, dán nè. Đúng rồi, nhám. Ừ, lên đầu đèn nhìn cũng ngầu quá ha, ngầu hết anh em nè. Mâm đỏ candy rồi. 28. 28. Bán là 57 triệu rưỡi. Dán sườn luôn, 57 triệu rưỡi biển 60. 01 2 2 1 58 rưỡi phải không anh? 57. À 57 rưỡi. Rồi ok, 57 triệu rưỡi. Dành cho những anh nào thích xe độ tí. Năm mươi bảy triệu rưỡi nha các bạn. Này phù hợp với anh em nào mà mê mà chưa đủ điều kiện trả góp thì vô tư nè. Mặt này nổ luôn cho anh em dao động khoảng 20 triệu là lượm lúa. Đó. Ai có 20 triệu muốn trả CBR bưng ở đây là được ha. Trả đúng góp không? Là ok. Đừng có nợ xấu là được. Nợ xấu là thua thôi. Thật sự là thua đó. Dạ. Yeah. Còn bên đây anh, con này. Con này xe zin cũng như xe kia luôn, cũng 28. 93C1 32736. Mắc hơn chút, 58 triệu rưỡi. Ừ, rồi, 58 triệu rưỡi. Dành cho những anh em nào chậm tính, không thích độ, zin luôn từ đầu đến cuối, lên mỗi cây chống độ thôi. Ok anh. Giá mình 58 rưỡi luôn. Đúng rồi. 58 rưỡi luôn ha. Rồi ok nè, xe zin chẳng có vấn đề hết. Nó sơn nó gọn đồ, màu sáng trưng nè. Chẳng gì hết. Khóa CBR là cái bình xăng đó là bằng sắt. Rồi bên đây là GX. GX 150. Bản R. Bản R. Mới mua được tháng. Xe này là đời 2020. Anh nói là mới mua được con tháng mà. Ừ. Đăng ký là 2021 luôn á. Tháng dạ. 4 2021 luôn á. Biển 69 là 121687. Đăng ký 2021. Đi 1500 cây. Ừ. Con giá 500. Là 58 triệu 500. Dạ. 1500 cây, 58 triệu 500 ngàn. Nó im quá anh em à. Nó im ru à. Trong góc nó hơi buồn. Dạ. Anh em yên tâm nhá, không phải là giao xe là giao xe cho anh em những kiểu như này đâu. Trước khi giao xe là mình còn kiểm tra rồi mình rửa ráy nữa mà ha. Xịt tất cả bôi trơn những chỗ như sên này. Dạ. Mấy cái dây ga, dây yếp, dây côn này xịt lại bảo dưỡng. Rửa xe lại cho anh em thay nhớt. Ừ. Bảo dưỡng coi như là làm một gói bảo dưỡng full á trước khi giao xe đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ok anh. Ê quên báo giá, 58 triệu rưỡi. À 58 rưỡi, nó cũng giống như con này hết à? Cũng 58 rưỡi luôn. Nó chỉ giống giá thôi chứ. Nó không giống xe nha. Đúng rồi, giống ok thôi. Anh. Thì 58 triệu rưỡi, đây anh em mình lên trên đi. Đó, sẵn camera em quay luôn cho anh em coi. Nguyên nhà xe chật cứng, không có đường đi luôn. Thế rồi, giờ mà đẩy mấy con xe bên ngoài vào nữa là không đi, nhảy lên yên xe. Dạ. Yeah. Thì nhắc lại đối với bên cửa hàng á, thì đối với những cái dòng xe bản số tỉnh thì sẽ là bao đúng hồ sơ. Bao đúng hồ sơ. Thì thành phố là bao công chứng mua bán. Dạ. Rồi, còn vấn đề nào anh muốn nhắc nhở với anh em trước khi mình tạm dừng video hôm nay nè. Thì những anh em nào mà cần tư vấn về mô tô này, ví dụ như trả góp này, vận chuyển này, rồi sang tên giá bao nhiêu này, dạ. Những cái câu hỏi mà liên quan đến dài quá, nhắn tin nó khó thì em alo trực tiếp cho anh. Đúng rồi. Số điện thoại là 0969821886. Địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Tân Nông Nghiệp, Giang Bình Dương. Dạ. Anh em nào mà vẫn không biết đường đi thì lên Google Map ấn Dương Mô Tô là sẽ ra, chỉ okay, phát đến tận nhà. Rồi ha. Đó, địa chỉ với số điện thoại cũng đọc rồi. Còn góp thì chứng minh hộ khẩu với chứng minh bằng lái là ok, trả trước 30%. Ngân hàng chỉ hỗ trợ tối đa 40 triệu thôi. Còn xe tỉnh thì sẽ là bao hồ sơ, xe thành phố sẽ là bao công chứng. Bên cửa hàng này bán chuyên xe riêng, em biết nắm vậy thôi à. Rồi ok, vậy là xong hết rồi. Rồi ok, anh em vẫn chưa hiểu hay là vẫn còn thắc mắc thì alo trực tiếp một số điện thoại cho dễ. Dạ rồi, chắc anh em mình cũng tạm dừng video hôm nay ha. Rồi, okay. Rồi thôi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn, anh chị xem video của mình. Còn giờ hai anh em xin chào và gặp các bạn video sau nha.